Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục thông tin đối ngoại của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Hợp tác đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Hùa Phan, Lào. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong quý 1 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 14 dự án đầu tư trực tiếp, gồm 13 dự án đầu tư trong nước và 1 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký khoảng 7.738 tỷ đồng và 1 triệu đô la Mỹ. Cũng trong quý 1, tỉnh Thanh Hóa đã điều chỉnh tăng vốn cho một dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn 42 triệu đô la Mỹ. Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư tiếp tục được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện từ đầu năm đến nay lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều đoàn công tác nhà đầu tư như công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng jera việt nam đoàn công tác tổng công ty lh hàn quốc đoàn công tác đại sứ quán israel tại việt nam bên cạnh đó tỉnh thanh hóa đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đơn giản hóa thủ tục hành chính tăng cường chỉ đạo giải phóng mặt bằng giải quyết vướng mắc về quy hoạch tại các cụm công nghiệp làm việc với các nhà đầu tư để giải quyết khó khăn cho các dự án tại khu kinh tế nghi sơn và một số dự án trọng điểm tạo thuận lợi cho công tác triển khai dự án và tạo lực hút đầu tư qua đó đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn tin cậy của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Tập đoàn Thép VS Nghi Sơn vừa xuất khẩu thành công lô thép thương mại đầu tiên sang Mỹ. Sự kiện này xác lập cột mốc mới trên hành trình 25 năm vững vàng tâm thép tái sinh để kiến tạo đưa trí tuệ và bản sắc Việt Nam ngày càng vươn xa. Chuyến tàu chở thép mang thương hiệu VAS của VAS Group rời cảng quốc tế Nghi Sơn Thanh Hóa cập cảng Houston, Mỹ một trong những cảng biển lớn nhất thế giới và phục vụ các khu vực đô thị của bang Tây xác và bang phụ cận. Trong năm 2023 này, thép VAS sẽ xuất tiếp lô hàng thép thương mại thứ hai đến cảng Los Angeles, trung tâm logistics của Mỹ ngay sau đó. Dấu ấn sản phẩm VAS được thị trường Mỹ đón nhận và đánh giá cao là chất lượng thép xanh sạch vượt trội, sản xuất trên mô hình kinh tế tuần hoàn, được tập đoàn triển khai từ những ngày đầu thành lập đây là bệ phóng vững trái mà vas đã xây dựng để nâng tầm bản lĩnh cho thép vas ngày càng vươn xa củng cố vị thế vật trội của vas group trong cung ứng nội địa và mở ra nhiều cơ hội giao thương quốc tế Thưa quý vị và các bạn, thực hiện biên bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hùa Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2021-2025. Những năm qua, trường chính trị tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với trường chính trị hành chính tỉnh Hùa Phan mở các lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng của tỉnh Hùa Phan. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần giúp tỉnh bạn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh. Chỉ Von Pheng đi Thong Phong, Phó hốc Phòng Năng lượng và Mỏ, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, hiện đang theo học lớp trung cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng của tỉnh Hủa Phăn tại trường chính trị tỉnh Thanh Hóa. Năm nay, chỉ với các học viên Lào được đón Tết cổ truyền Bun Pi trên đất Thanh Hóa. Trong không khí ấm cúng trang trọng, mang đậm bản sắc dân tộc Lào, các học viên cùng đông đảo các thầy cô giáo đã cùng nhau thực hiện nghi lễ truyền thống, buộc chỉ cổ tay, té nước cầu chúc may mắn trong năm mới. Qua đó, tạo khí thế vui tươi phấn khởi, động viên, khích lệ tinh thần học tập của các học viên Lào, giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của đất nước Lào đến người dân tỉnh Thanh Hóa. Thì hôm nay nhà trường à, tổ chức cái tuệ làm để mà liên hoan à, lễ hội Phi Mai cho chúng tôi thì chúng tôi rất là cảm động giống như chúng tôi đang à, sống trên đất nước và à, của chúng tôi cho nên là chúng tôi à, rất là cảm ơn nhà trường cũng như sự quan tâm của tỉnh từ năm 2017 đến nay, trường chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức được năm khóa đào tạo lý luận chính trị dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vòng của tỉnh Hùa Phan với tổng số 199 học viên. Trong thời gian học tập tại trường, các học viên sẽ được các giảng viên trường chính trị tỉnh Thanh Hóa truyền đạt những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam, xây dựng Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Việt Nam những nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật việt nam quản lý hành chính nhà nước kỹ năng lãnh đạo quản lý khóa học nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng của tỉnh hùa phăn những kiến thức cơ bản cần thiết về lý luận chính trị củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức cách mạng trình độ lãnh đạo quản lý và kỹ năng tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân lào giao phó để học tập ở trên lớp thì uh, lúc nào cũng các thầy các cô giảng viên cũng giảng dạy bài để cho lớp dễ hiểu bởi vì trong đấy thì uh, nhiều bạn thì không biết tiếng việt và cũng được sự hỗ trợ của uh, thầy phiên dịch nữa. Sau khi mà sang nơi học thì các thầy các cô để giảng bài để làm như thế nào để cho những kiến thức và lý luận đã được học thì nó uh, sử dụng vận dụng vào cái những thực tiễn để làm cho uh, chúng em để sau này thì vận dụng những cái kiến thức đấy để vào trong công tác của mình trường chính trị tỉnh Thanh Hóa được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều đổi mới sáng tạo trong đào tạo cán bộ lãnh đạo cho nước bạn Lào. Trường đã chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, phát huy tính chủ động của học viên, giúp việc tiếp thu kiến thức thuận lợi, dễ dàng hơn, góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo. Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên đã áp dụng hiệu quả phương pháp ba tăng, ba quản và ba đồng hành hỗ trợ Đặc biệt từ khóa 4, nhà trường áp dụng mô hình 3 vì, 4 chủ động, sáng tạo, 5 đồng hành hỗ trợ, mang lại hiệu quả thiết thực với mục tiêu tất cả vì học viên Lào. Chúng tôi cũng đã rất quan tâm tới cái việc đấy là sử dụng những cái phương pháp dạy học tích cực để mà phát huy cái học viên là trung tâm. Ví dụ như chúng tôi sử dụng những cái phương pháp đấy là thuyết trình kết hợp với phát vấn, phỏng vấn nhanh nêu vấn đề và thảo luận nhóm. Qua đó đã phát huy được cái tính tích cực, chủ động của học viên trong cái quá trình trao đổi thảo luận bài. Để đảm bảo thực hiện tốt phương châm đào tạo, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Trong thời gian học tập tại Thanh Hóa, nhà trường đã tổ chức cho các học viên Lào được đi thực tế, tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế xã hội và du lịch ở trong và ngoài tỉnh, giao lưu văn hóa, học hỏi kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn công tác Cùng với đó, trường chính trị tỉnh đã cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho học viên Lào về ăn ở, học tập, giúp các học viên yên tâm học tập tại trường. Nhà trường tạo điều kiện và quan tâm cho việc học và ăn ở như ký túc xá rất thuận lợi, nơi học trang trí rất đẹp và thuận lợi. Ngoài giờ học, chúng tôi được trồng rau, và trồng hoa tập uh, luyện uh, các uh, thể thao. Chúng tôi rất phần khởi được đi nghiên cứu thực tế các mô hình phát triển kinh tế xã hội ở Thanh Hóa, ở Hà Nội, ở Quảng Ninh. Chúng tôi đã thu hoạch được nhiều kiến thức bổ ích để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Hòa Phân và đất nước Lào. Hợp tác đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý giữa trường chính trị tỉnh Thanh Hóa và trường chính trị hành chính tỉnh Hủa Phăn thể hiện mối quan hệ hợp tác, tạo điều kiện trao đổi các vấn đề mà hai trường cùng quan tâm trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi về đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giữa hai trường, nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trường Hành Trị tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp rất chặt chẽ với Trường Hành Trị Hành Chính tỉnh Hòa Phan à, tổ chức các lớp đào tạo trung cấp luận trị cho cán bộ lãnh đạo của tỉnh Hòa Phan. Đây là một trong những cái hoạt động nó giúp ngoài việc giúp cho tỉnh bạn nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo quản lý thì giúp cho cái sự gắn kết của hai đảng, hai nhà nước và hai tỉnh ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Các bạn học viên của các khóa trước về đã phát huy được cái 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 kiến thức đã được học và vận dụng rất tốt trong cái công tác uh, uh, của mình những đóng góp trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ lào tại thanh hóa cũng như tại trường chính trị tỉnh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh hủa phăn qua đó thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh thanh hóa hủa phăn hai dân tộc việt nam lào tiếp tục phát triển quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục thông tin đối ngoại của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại